Thưa bác, con là Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1959, ngụ ở 42 bis Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây xin hỏi bác 20 câu hỏi của các Phật tử chưa thông, xin bác giải đáp ạ. Rồi, câu hỏi gì? Thưa bác, câu 1. Có lần thầy giảng, người độc thân khó tu thiền tông vì chênh lệch âm dương gì đó. Vậy sao các tổ ngày xưa là độc thân mà ai cũng kiến tánh? Xin giải thích cho con được rõ ạ. Cái người độc thân á, là thường thường họ có cái kiến chấp, vì thế mà họ mới độc thân. Chứ thường thường mà không kiến chấp là không độc thân. Vì có cái kiến chấp này mà khó tu thiền tông, chứ không phải là, nên nhớ là khó tu thiền tông, chứ không phải là khó tu đạo vật lý. Còn các tổ ngày xưa đó là người ta đi theo dòng thiền tông có cái nhiệm vụ này. Nên nhớ là giữa người bình thường và người tổ nó khác. Một ông tổ nó khác với con người bình thường. Thường thường con nên nhớ là tất cả những người độc thân thường thường ta có kiến chấp rất nặng. Vì cái ngã chấp người ta rất lớn, thành ra nó không có hợp lại với bất cứ cái trường hợp, cái người đối diện gì thế. Người ta phải sống độc thân là vậy, thấy không? Còn đừng có so sánh với con người thường với con mấy ông tổ. Ông tổ nó khác, ông tổ là cái nhiệm vụ người ta. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác. Câu số 2. Thưa bác, Thiền Tông Sư là người cắt ái ly gia, vậy họ sống ở đâu và sinh hoạt như thế nào trong bối cảnh xã hội hiện nay? Có khác gì với thiền gia? Có để tóc không? Mặc đồ màu gì ạ? Thiền Tông Sư là cái gì? Là mấy ông tổ. Đời này làm gì có tổ? Thời này có thiền gia thôi, thiền tông gia thôi, thiền tông sư hoàn toàn không có. Mà thiền sư còn không có, làm gì có cái thiền tông sư? Thiền tông sư nó tới núi Trúc Lâm Yên Tử là chấm dứt rồi. Quyền Quang là tổ thứ 36, là sau cùng của dòng thiền tông. Cách đây là 700 năm, làm sao còn cái gì nữa. Mà hiện giờ thiền tông sư hoàn toàn không có, mà thiền sư cũng không có, mà chỉ có thiền gia thôi, thấy không? Thiền gia là một nhà nghiên cứu về thiền, ở trong nhà, không vô chùa, không ở chùa. Thiền gia hoàn toàn không ở chùa, mà chỉ là đến chùa phục vụ, đi ra, hoàn toàn không ở chùa. Mới hiểu được cái danh từ của nó là vậy. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 3. Trong kinh hay nói về Phật Pháp Tăng, vậy Tăng đây là thiền sư hay thiền gia? Phật Pháp Tăng thế này là Phật là gì? Là cái danh từ thôi, chứ không có hiện hữu ở đây. Phật ở đây là người ta nói về lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là Phật thiệt. Pháp là lời dạy của Đức Phật mà nói về vật lý. Tăng, Tăng là các nhờ sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần đổ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Ông nào mà làm được cái này mới gọi là Tăng. Còn bây giờ gọi là thầy thôi, chứ không có Tăng. Thầy cúng, thầy tụng, thầy giảng đạo không phải là Tăng. Hoàn toàn không có Tăng. Thời này chưa thấy có một Tăng, một vị Tăng. Mà do gì thầy hoặc vị sư, theo miền Bắc gọi là sư, miền Nam gọi là Tăng. Ở thầy chứ không, hoàn toàn không có Thánh Tăng. Thánh Tăng là công dày vô hạn, phải giải thiền tông này mới gọi là Thánh Tăng. Thấy không? Thời này không có Thánh Tăng, mà chỉ có ông Tăng, chứ không có Thánh Tăng. Rồi, sẽ hỏi tiếp. Dạ, thưa bác, câu 4. Trước đây huyền ký chưa công bố, có người họ cúng dường bố thí bằng ba la mật cho các người tu có chứng có đắc, hoặc giúp người khác an vui, thoát khổ, vân vân. Như vậy họ có công đức không ạ? Phước đức còn chưa có, công đức gì? Công đức là giúp cho người ta hiểu cái này gọi là công đức. Giúp người ta trở về Phật giới gọi là công đức. Mà giúp cho cái người mà an vui là phước đức thôi. Thế gian là không phước. Cái công đức đợi khi nào mà công bố quyền ký ra mới nói về tới công đức, thấy không? Bởi vì thành ra ông vua Lương Võ Đế mà ông không hiểu công đức cái gì. Các bạn hay ngang chùa hỏi có công đức không? Ông Bồ Đề nó không có chút nào, chửi ông này đi.
Bởi vì người ta không hiểu được cái danh từ của Đạo Phật. Trong danh từ Đạo Phật rất đơn giản, nhưng mà không phải giải mã được những cái lời của Đức Phật dạy, mà chỉ Thiền Tông ra đời để giải mã của lời Đức Phật dạy thôi. Rồi, sẽ hỏi tiếp. Câu 5, thưa bác, người trước đây tu theo mật chú tông lâu năm nhưng không làm thầy, không có đệ tử, không lấy tiền của ai cả, nhưng có theo mấy ông thầy cúng và hay cúng tiền, gọi là cúng dường cho mấy ông thầy ấy, rồi đúc tượng Phật, thỉnh chuông mõ, in kinh, mở ngoặc kinh vật lý, bố thí từ thiện vân vân. Bây giờ đã qua tu Thiền Tông, vậy người này có giải thoát được không ạ? Và quá trình tu có bị trắc trở gì không ạ? Và cách xử lý đối phó ra sao ạ? Mấy ông mà chú tông mà tu Thiền Tông khó thoát ra cái quy luật của mấy ông thánh. Mà chú tông là gì? Là thánh, thánh quản lý. Bây giờ tu thuận nhưng mà sự thật trong dòng cương tỏa của ông thánh khó đi giải thoát. Dù có đạt được công đức cũng không dễ giải thoát được. Nó thật. Mà cái này mình không phải là nói là toàn bộ, nhưng mà ông Phật nói 1.000 người tu mật chú trong qua đây chỉ có một người thôi. Thì cái người này ráng ở trong cái một này nè, 1.000 trong một này nè. Nó khó khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Thấy không? Nhưng mà tu thì rất thuận tiện, nhưng mà cái kiến chấp người ta vẫn còn, kiến chấp về cái tàn thức người ta chứa vào cái mật chú nó vẫn còn. Vì thế mà khi mà thoát ra ngoài quy luật vật lý cũng chưa chắc qua nổi mấy ông thánh nè. 3 lần thử của mấy ông thánh đó, khó lắm. Cái này cũng là cực kỳ khó, chứ không phải là không về được, mà cực kỳ khó. Về được mà cực kỳ khó. 1.000 người có một người thôi. Ráng đi, ráng tìm được một người đó thôi. Không phải là 999 người trở lại, ở lại theo thánh. Thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Câu thứ 6, thưa bác. Là thiền gia hoặc Phật gia rồi mà chuyển qua tu hạnh sư có được không ạ? Và Thiền Tông sư có cạo tóc không ạ? Tất cả những gì mà vô Thiền Tông hoàn toàn không cạo tóc. Sư gia Phật tử gì không, hoàn toàn không cạo tóc. Lấy sao? Cái hình thức nếu mà tu mà cạo tóc là cái hình thức ông thầy rồi, thì dính vô ông thầy hoàn toàn không trở về Phật giới được. Mình phải hiểu cái quy luật này. Vì thế mà tại sao ông Phật phải để cái tóc? Ông về Phật giáo mới để tóc á, thấy không? Ông Phật mà không, ông Phật mà cạo đầu, ông không về được luôn. Ông chấp ta là thầy. Vì thế mà ông có cái thời gian, ông cạo tóc để gì? Ông làm thầy. Mà khi về Phật giới, ông phải để tóc lại. Đó, nguyên tắc nó vậy. Có nghĩa là con người có đầy đủ cái gì, phải trả lại cho người ta đầy đủ cái đó. Không có cạo bỏ bất cứ gì hết. Thiền Tông phải hiểu cái thế giới này. Mượn người ta cái gì, mượn cái nhà người ta đẹp, đi về trả thì cái nhà phải đẹp chứ đừng có phá cái nhà người ta. Cái nhà người ta có nóc bây giờ đem gỡ nóc bỏ, ai chịu, thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 7. Trong huyền ký dạy, tất cả hình bóng đều là cô hồn hiện ra cả. Vậy, trong chuyện tổ Mahakajip nằm mơ thấy có vị đầu tóc bạc bảo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời. Vậy có phải hiện tượng của các vị thánh ấy làm ra không ạ? Hoặc chuyện Đức Phật khi làm nông rồi mệt nằm thiếp đi ở dưới gốc cây mơ thấy Phật nhiên đăng? Bây giờ trả lời hai cái vế. Có là ông thấy ông vào đầu tóc bạc cái gì? Mahakajip mơ thấy ông đầu tóc bạc. Cái này là gì? Này là thế giới vật lý. Đó là gì? Là thần Đông Nhạc. Thần Đông Nhạc mắt ông Ma Cả Diếp đến. Bây giờ Thích Ca đã ra đời rồi đó. Ông Phật, ông toàn văn toàn giác ra đời rồi đó. Ông muốn trở về Phật giới, ông kiếm ông này ông học. Thấy không? Đó là thần Đông Nhạc. Gọi là nó thuộc về thần Phước Thiện. Rồi cái gì nữa? Cái phần gì nữa? Khi Đức Phật Thích Ca làm nông rồi, mệt rồi nằm thiếp dưới gốc cây mơ thấy Phật nhiên đăng ạ. Đây là cái quá trình của cái ông này. Lăn lộn mấy tỷ năm. Ông có ông thầy tu luôn à, ông giả tu cũng có mà thầy đủ chuyện hết rồi. Bởi vì thế giới này mà cái gì ông cũng có hết. Bởi quy luật 8 tỷ năm trong này đâu phải đơn giản đâu. Cái ngành nghề gì cũng làm đó. Từ ông ăn cướp cũng có này, mà ông giết heo, ông giết bò, ông đủ gì hết. Nhưng mà sau cùng trở thành ông nông dân. Ông nông dân rồi mới trở thầy, rồi mới chết đi lên cõi trời Đâu Xuất. Thấy không? Từ Đâu Xuất rồi xuống trở lại làm thái tử. Thái tử rồi thành Phật.
Có nghĩa là lăn lộn trong thế giới này, cái hình tướng gì ổng cũng mang hết, kể cả con vi trùng ổng cũng mang luôn, chứ không phải không đâu. 8 tỷ năm đâu ít đâu, thấy không? Đây là cái nói gì diễn tả quy luật vật lý luân hồi, thấy không? Còn khi mà thành Phật rồi thì anh thành Phật lại phải trả lại cho người ta, mượn cái gì? Mượn thân người có cái gì phải trả lại cái nấy, chứ đừng có lấy của người ta. Đó là quy luật đàng hoàng trong cái này mới về Phật đứa. Con vô ở nhà ta đẹp, giờ con đi ra con phá nhà ta, ai chịu cũng được. Nên phá nhà ta anh phải trả lại làm người khác để mà quy luật luân hồi tiếp. Một vị Phật là toàn năng toàn giác, ta biết hết. Thành ra ta không có cạo đầu. Giờ có nhiều người bắt Phật cạo đầu thì cũng tội nghiệp cho ổng, không hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu số 8. Người tu thiền tông mà luôn sợ mất mát của cải, người thân, mệt mỏi rồi luôn luôn cầu nguyện là tôi sẽ giải thoát. Vậy đây có phải là lòng ham muốn không ạ? Đó ông Thánh ông suối mình. Giải thoát rồi tự mình làm chứ cầu nguyện ai? Thế đấng này cầu nguyện ai? Ông thật, ông Phật mà ông thành Phật rồi, ông không dám vô động gì, ông chỉ phân thân vô thôi. Phân thân là vô, phân cái hình bóng đi vô thôi, chứ sự thật kim thân Phật không dám vô. Vô nó bị quy luật chân lý nó sai ổng liền, thấy không? Thì đừng có cầu nguyện, thế giới này không có cầu nguyện ai hết đó. Nếu cầu nguyện thì được, nếu cầu nguyện tu vật lý là được, thì cầu nguyện lên trời được. Thấy không? Cầu nguyện làm giàu được chứ không phải không. Nhưng mà cầu nguyện lên trời anh phải đi bằng công thức. Anh muốn lên trời anh phải có phước đức. Anh làm sao có phước đức rồi tôi dẫn anh đi. Giống như bây giờ đi qua nước nào nó phải có tiền nước đó tôi mới dẫn đi. Chứ bên qua tàu mà tôi có tiền đô nó không xài. Tàu tôi xài tiền của Trung Quốc, China đó, phải không? Đi nước nào phải xài tiền nước đấy. Mình đi nước cái cõi trời nào thì phải phước đức bằng cái cõi trời đó mới được. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu số 9. Câu pháp trong bài kệ sám hối: bậc nhị thừa học cùng hết học, có nghĩa là sao ạ? Và câu đèn chiếu thế mười phương Phật bảo, xin thầy giải thích ạ. Phật cùng hết học là gì? Bây giờ đó, cái nhị thừa là nó chấp học và không học, thấy không? Con học cho đến khi nào mà con không còn học nữa là sao? Thiền tông có học nữa không? Mới vô là học à? Mới vô đạo này đạo kia học, chứ vô thiền tông có học không? Thiền tông không cho học, mà chỉ biết về tạo công đức về. Vì thế mà ông Lục Tổ Huệ Năng ông đâu có học đâu, đâu có chữ nào đâu ông học. Mà tại sao ông về Phật giới được? Học cùng hết học, vô mới vô thì học. Ai cũng vậy, mới vô thì tu đủ thứ hết. Nhưng mà khi nó phát được thiền tông rồi, nó không học, không làm gì hết rồi. Bắt đầu tạo nước không làm, không tu, không học mà không làm gì hết. Mà tôi tạo nước tôi về. Đây là cái gương, 36 vị tổ gương có cái ông Lục Tổ, ông không có học chữ nào hết, mà ông về Phật giới được. Còn mấy ông tiến sĩ không về được, ở đây dính, càng tiến sĩ càng chết, thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ câu, đèn chiếu thế mười phương Phật bảo là gì ạ? Khi mà cái đạo Phật nó ra đời gọi là cái hào quang, nó là cái đèn chiếu thế. Lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề, chúng con thành kính thỉnh về, nguyện để chuyển về Pháp Luân. Phật muốn niết bàn chập diệt, chúng con chí thiết cầu gian, kính xin Phật ở trần hoàng, làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. Ổng ra đời, ổng nhìn thấy, ổng thấy cái thế giới này, ổng nói thôi tao không dám dạy. Hồi mà ổng chưa thành đạo, ổng không biết, mà ổng thành đạo rồi ổng sợ quá. Ổng thấy thế giới này ổng hết hồn luôn. Chết rồi bây giờ dạy cái gì giờ đây? Đụng tới nó chửi liền. Vì thế mà người ta mới cầu khẩn ổng lại, thôi giờ mấy ông cầu khẩn ta thì ta lại làm kêu bằng tạo ra cái năm cái pháp môn tu để cho mấy ông tu. Thấy không? Tu để rồi để khi nào mà cái lời người văn minh ra mới công bố cái sự thật ra. Vì thế mới có chuyện 2561 năm sự thật mới được công bố ra. Đó thấy khổ không? Mà bây giờ 2561 Thiền sư Nước Thảo nhận 1950 không dám nói một tiếng nữa. Rồi tới khi bà lớn tuổi cũng không được.
Rồi bây giờ thì trong mà để là đến đời Minh Triết mới xây lại cái chùa. Xây lại cái chùa chứ sự thật không phải xây từ năm 158 đến năm tới Minh Triết 206 mới xây lại, sửa lại cho nó hoàn chỉnh đúng theo cái Thiền Tông. Rồi bắt đầu từ đó đó mới phổ biến từ từ, mới ra cái Thiền Tông mới bắt đầu nó mới ra đời. Vậy mà còn không qua nổi mấy cái tay chửi. Thì nó khó. Vì thế mà Đức Phật vừa thành đạo, ông mở con mắt được, trời, thấy cái thế giới vật lý này ghê thiệt, giờ không dám nói, thấy không? Nó thành ra bắt đầu, thành ra người ta năn nỉ, mấy đệ tử theo ổng mới năn nỉ, ổng nói thôi giờ Như Lai tìm phương cách độ, chứ bây giờ Như Lai mà đi về rồi thì ai mà hiểu được, bây giờ cứ đây xung quanh này người ta cúng không à. Thì thôi nó chiều, ổng chiều, nó thôi ta dạy năm pháp môn, để khi nào mà loài người văn minh thì ta mới nói bằng sự thật ra, nhưng mà ta không có dạy các ông đâu, thấy không? Vì dạy các ông chửi, thành ra không dám, thành bắt đầu len lỏi đi nhờ ông Ma Ca Diếp chuyển đi cho tới Trần Nhân Tông, rồi Trần Nhân Tông tìm cách liên lỏi chuyển lại cho bà Thảo. Bà Thảo cũng không dám công bố, mà đợi tới mấy chục năm sau mới dám công bố ra. Công bố ra mà phải đúng luật pháp mới cho ra được, còn nếu mà trật một cái là chết liền, thấy không? Thành ra Đức Phật phải như người ta năn nỉ vậy, thì người ta mới ổng nó thôi giờ để tạo ra năm pháp môn đi theo cái quy luật của nó. Vì thế mà thì hỏi ổng chứ bây giờ rồi tới khi đó rồi làm sao? Nó thôi cái chuyện đó mấy ông đừng có lo, chuyện của mày không lo được, còn cái chuyện của ta lo. Ta đã ký hợp đồng với Long Nữ rồi. Long Nữ hồi ta 24 tuổi tôi gặp Long Nữ rồi, Long Nữ đồng ký, đồng ý cho cái phóng luôn, nên tới đó nữa con sẽ phổ biến ra. Là giữa ông đó mấy ngàn năm sau mới biết được. Rồi bây giờ giải thích ra rồi hỏi người ta mới trả lời, thấy không? Chứ pháp môn này không, đầu tiên không dám nói ra, mà kể cả mà khi Long Nữ nhận cũng không dám nói nữa. Tôi nhớ hồi xưa bạn gầm cái đó. Tới cả những cái chùa mà nói sơ ra một cái nó chửi liền. Nó bà khùng quá. Chứ ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Chính Thiền Tông Tấn Diệu ra đời nó cũng cho đầu tà đó, đầu ma, đầu yêu đó. Người ta suy nghĩ thôi. Chứ mà mình một cười thôi chứ nói gì chứ. Cái này tại mình biết trước. Chứ nếu mà không biết trước cũng nổi giận. Nếu mà chú không biết trước chắc nổi giận lô đình luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 10 ạ. Người tu Thiền Tông mà hay nói phước hay họa người khác cũng như bản thân và hay có tính nghi kỵ, như vậy có ảnh hưởng đến con đường giải thoát không ạ? Nó không ảnh hưởng gì, nó đóng cứng ngắt là đường giải thoát đóng cứng là không ảnh hưởng gì, khóa bằng cửa thép á, nó khóa bằng 20-30 cái khóa được, không ảnh hưởng gì hết. Rồi tu Thiền Tông biết giác ngộ giải thoát gì, tạo công đức về, vậy thôi. Đừng có xen vào chuyện thế gian, đừng có bỏ hết đi chuyện thế gian. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, còn dính vô thời gian một chút thì đừng có mong có về, thấy không? Rồi, nó hỏi tiếp đi. Dạ, câu 11 ạ. Người tu Thiền Tông hay mua sách huyền ký, thẻ nhớ, máy nghe để tặng cho người có duyên, nhưng người nhận muốn gửi tiền lại. Vậy hiện tượng này có phải là bán kinh không ạ? Cái vụ mà mình bán hay là mình cho không thành vấn đề. Có nghĩa là người ta có tiền, người ta không lấy, người ta không xin. Nhưng mà dù anh bán hay anh cho, mà cái người đó hiểu thì mình có công đức rồi, không? Chuyện bán buôn là chuyện thế gian. Ví dụ bây giờ tôi có tiền cho, tôi không muốn, thôi tôi gửi tiền lại, nó bình thường thôi. Nhưng mà cái giá trị nhất là mình đưa cái người này có hiểu đạo không? Có hiểu Thiền Tông, có hiểu có công đức rồi. Chuyện bán cho hay là cái gì không thành vấn đề. Không thành vấn đề đó. Là với người nghèo người ta mới xin, rồi người ta giàu không lẽ tôi giờ bậc tỷ mà giờ không lẽ bán sách 10 ngàn tôi đi xin, khỏi được, không được. Thấy không? Thôi để cho những người nào, người ta trả lời là cho những người nào mà kém thì giúp người ta, ý vậy thôi. Có nghĩa là con bán hay là con cho không thành vấn đề, tùy theo. Cái người dư thì người ta sẽ mua, người ta thiếu người ta xin. Cái đường thế giới vật lý này nó vậy, đừng có lo cái chuyện đó. Dạ, câu 12 ạ. Dạ thưa, có người nói trái đất hủy diệt là do con người, có người nói là do quy luật tự nhiên, vậy
điều nào là đúng ạ? Cái nào không đúng hết á. Cái thế đất này nó thành trụ về diệt, nó lên đúng 10 tỷ người hoặc là lên 11, 12 thì bắt buộc nó là gì? Ô nhiễm. Thì thứ hai, đất đâu ở? Giống như máy bay tôi chở có 1.000 người mà lên 2.000 người bay không nổ, rớt vậy thôi. Cái đó quy luật tất yếu của nó. Mà cái này, cái trái đất này nó quy diệt rất nhiều cái đa dụng. Càng ngày nó phát triển bom á. Bây giờ một cái bom nó thả nó giết 100.000 người chứ. Biết đâu 10 năm sau nó giết 1 triệu người sao. Rồi thêm 10 năm nữa nó giết 50 triệu rồi sao. Làm sao? Mà cái tánh con người là cái kiến chấp và tham ác. Đụng ông nào mà nắm cái kho vũ khí mà ác một cái thì ông mở bung liền. Cái đó là theo ấy. Mà cái đó là theo cái quy luật vật lý á. Là sao? Bắt buộc đi theo chu kỳ thành trụ và diệt. Dù chiếc xe có bền cỡ nào mà đi cũng 20 năm phải bỏ. Hàng hiệu 20 năm, hàng không hiệu 10 năm, còn hàng dởm 3 năm. Nó theo quy luật của nó, thấy không? Trái đất này nó cũng đi theo quy chu kỳ đó. Con người không thể sống đầy đủ trên cái trái đất này được. Giờ con suy nghĩ vậy. Bây giờ, hiện bây giờ mới có 7 tỷ mấy người. Ủa? Ừ. Mà bây giờ lương thực sao đây? Có thể đáp ứng nổi không? Mà nó lên gấp đôi này là... Nó lên gấp đôi cái này rồi lương thực ở đâu mà sống? Thấy không? Rồi vũ khí ngày nào cũng sản xuất chứ đâu có ngày nào ngưng đâu. Rồi sao? Bom đã mà. Bây giờ không đánh nhau mà để đó cái kho nó nổ cũng chết luôn. Vừa đâu ở đâu nó nổ cả tiêu hết. Mà có chút xíu. Trái đất này và trái đất này nó nổ mà nó lệch một cái. Nó quay mà lệch tâm một cái là nhà lầu xe hơi gì cũng bài hết. Nó lệch tâm mà nó sức hút nó đi lệch. Vì thế mà nó sàng lọc cho con người làm sao sống nổi. Nó đa nguyên để mà nó hủy diệt cái sự sống này. Một là theo chu kỳ thành trụ huệ diệt tự nhiên. Hai là bị lệch tâm. Do con người bom đạn thả nhiều quá nó lệch tâm. Giống như con đang bay vậy nè. Có ai mà con chở ai cứ nó đạp con hoài sao? Nếu tao mày đạp sao tao buông cho rồi. Thấy không? Theo quy luật này. Thành ra bắt buộc là ông Phật nó cứ 10.000 năm thế quỷ dựng một lần để nó tái tạo lại. Thấy không? Cái này là quy luật vật lý của nó rất đúng. Mà nhà khoa học cũng nói rất đúng. Bây giờ con suy nghĩ. Cái con người mà từ thời mà Trung Quốc á, cách đây là 6.000 năm. Nó văn minh trước mình 2.000 năm, 4.000 năm. Bây giờ ông Thích Ca là gì? Thích Ca là tới giờ 2.000 mấy trăm năm. Thì hỏi vậy chứ ổng nói là cái thời ổng là đến chấm dứt là 3.000 năm, hỏi chứ 7.000 năm trước là cái gì? Ổng nói 4.000 năm trước là thời đồ đồng, trước nữa thành đồ đá. Vậy trước đồ đá là cái gì? Trước đồ đá là thời nguyên tử. Nó đi cái vòng mà. Thấy không? Bắt buộc đi theo cái quy luật này. Đời nguyên tử chết thành đồ đá nó lên đồ đồng nguyên tử cứ đi vòng 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 vậy. Hết ngày đêm, hết đêm ngày chứ cũng vậy thôi chứ làm sao thoát ra cái quy luật này. Thấy không? Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 13. Khi tinh cha noãn mẹ kết hợp mà trong trường hợp họ dùng thuốc ngừa thai trước là không có thai thì không lẽ tánh Phật biết trước nên không vào hay sao ạ? Tánh Phật gì ông thần thực chi nhân quả thấy bà này bà ngừa thai nó đâu có quăng vô đâu. Con người mà có con có không là do ông thần. Thôi giờ nó chơi nó ngừa thai thôi tao không quăng vô mày mắc thẹo á. Thấy không? Nó là ông thần cũng phải nể cái người này. Người ta trong thế giới này người ta đã không muốn có con nữa thì sao? Phải làm sao ông thần đưa vô? Phải không? Có nghĩa là trên thuận dưới hòa thì ông thần mới thực thi được. Chứ mà thực thi mà người ta không muốn làm sao thực thi? Phải không? Làm sao biết trước? Tánh Phật sao biết? Tánh Phật trung ấm thâm chỉ là công cụ bắt đầu do điều hành của ông thần. Mà muốn thoát ra quy luật này thì do ông thánh. Trái đất này có hai ông thánh thần. Thánh thì muốn cho con người ở đây hoài không cho về. Còn thần thì mày làm gì tao thực thi nhân quả mày cái đó. Có vậy thôi. Trái đất này nó là vậy.
Khi mà giảng ra về thiền tông rất đơn giản, không có gì là rắc rối cả hết, mà rất khoa học chứ không phải là nói chuyện mơ hồ. Đâu rồi, hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 14. Những người hay cướp giật ngoài đường sau khi chết có phải làm cô hồn các đảng không ạ? Kêu bằng thế gian dương gian âm phủ đồng nhất lý, mẹ đây chết giật thì xuống dưới mày cũng cướp giật chứ đi đâu. Ở dưới trên này mày làm phước thì lên trời, ở trên đây mày cướp giật cứ đi vô làm cô hồn, còn mày làm ác xuống địa ngục, mày làm công đức thì về. Rõ ràng trong thế giới này dương gian âm phủ đồng nhất lý, bởi vì cái người mà trên này bị tử hình rồi xuống đâu, vô địa ngục ở. Bất cứ anh thành nghề gì mà anh trên này bị tử hình rồi phải xuống địa ngục ở, không có thoát đâu. Trên thế gian này trừng trị tứ đại, dưới trừng trị trung âm thân. Đó, thế gian nó là vậy đó. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, câu 15. Câu kệ: thiền thanh là nhất tự thiền, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Nhiều người cứ nương vào câu kệ trên và nói chỉ cần thanh tịnh là về được quê xưa, nên không cần tu gì hết, có đúng không ạ? Đúng. Nếu mà tu về quê xưa là gì? Quê xưa nó có hai cái dạng. Một dạng công đức về quê xưa, một dạng không có gì về quê xưa. Mấy ông thánh đó, ông thánh cũng là thanh tịnh, vô đó ông thanh tịnh. Ở trong thế này, bởi vì người ta nói là dạo bộ bảo sở là đâu? Về Phật giới, quá thành ở đây. Đây cũng có thanh tịnh, mà ở kia cũng có thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh vật lý và thanh tịnh chân thật, cái chân như thanh tịnh. Về quê xưa, xưa xưa nào? Có công đức mới về Phật giới, còn không có công đức thì về ở đây nè, ở đây thôi. Thấy không? Cũng về thanh tịnh. Về thế mà có cái vụ A-la-hán, A-la-hán tu giải thoát, đúng rồi, ông đâu còn sanh tử nữa đâu. Ở đây ông không chịu ra nữa, từ đầu sanh tử. Nhưng mà trở về Phật giới không về được. Thấy không? A-la-hán muốn về giải thoát không về thì giải thoát được, mà ông ở trong thanh tịnh, ở trong trái đất này. Có nghĩa là gì? Con không muốn đụng với ai, không muốn tiếp xúc với ai gì, thì con lên rừng con ở, con mình con. Thấy không? Rồi thành gì? Thành thánh. Có vậy thôi. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu 16. Thầy bảo chỉ cần giúp một hay ba người giác ngộ là có công đức, là về quê được. Nhưng sao trong sách ghi là phải có công đức nhiều, xin thầy giải thích ạ. Cái này á, công đức này thì con nhớ là đường về Phật giới có ba cái, ba đường về: công đức vô lượng, thần tiễn, công nữa phước đức, nữa công đức dằn cò. Công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, phải qua cái cửa kỹ thuật mới đi qua được. Rồi đây chùa Tân Diệu đang làm cái này nè, nó mai mốt chứ. Mà biết đi, nó xong rồi muốn về Phật giới chứ, cho đi vô cái la bàn này đi trước, cái mô hình đi trước. Đó. Thấy không? Có nghĩa là có công đức ít nhiều không biết, mà mở được con mắt Phật nhãn ra về được. Thấy không? Nhưng mà phải có cái thuật về, công đức ít phải có thuật về. Còn công đức vô lượng, đi tự do, không ai dám nói gì hết. Còn cái kia, nửa này nửa kia thì phải qua sát hạch của ông thần. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu 17. Hằng ngày con tụng trì kinh sám hối và kinh an vị Phật, hoài mà con vẫn ngủ và thấy hình bóng này nọ là sao ạ? Con tụng an vị Phật hoặc là con mở cái máy mà về thiền tông mà con ngủ được, có nên nhớ là con mở mà con ngủ được thì mấy sư phụ tới ở với con à. Là vì cái người đó, người mà chịu nghe con á, thường thường con mở cái con khó ngủ mà con mở thì con ngủ được á. Là cái lực âm nó vô nhiều quá thì từ con nhà, cái nhà con tự nhiên nó là âm thì con ngủ được. Để chi? Để con ngủ, con đừng có tắt nha, để mấy người kia người ta nghe, cái cõi vô hồn nó nghe. Là nhà con có phước á, chứ đừng phải giỡn đâu. Có nghĩa là con nghe cái này mà con mê sai thì cái người gọi âm nó cũng mê sai như con. Nó vô để cho nó âm, tự nhiên nó vô vô nhà con âm quá, cứ tự nhiên con phải ngủ. Rồi ngủ có nhiều giật mình thức dậy, có nhiều người mở sáng đêm luôn.
mà cái người ngủ dậy, thức dậy nghe nó khoảng phải, cái người âm họ vô, xin lỗi cái nhà mình, nó vô bao nhiêu cũng được. Chứ không phải mình, cái nhà mình một hai người đầy còn nó, thí dụ mấy thứ chuông mà mấy triệu người cũng nghe. Thứ nhất, ngủ, nghe thiền tâm mà ngủ ban đêm mà mở được thì độ người âm rất lớn. Nhưng mà không dám nói cái này. Nói cái này, cái nói mình mê tín, thấy không? Chứ sự thật, tất cả những người nào mà mở máy ban đêm mà ngủ được thì cõi âm, nó đến nó nghe. Nó nghe nó sẽ đầu thai sớm. Giá nào nó phải năn nỉ thần, thôi cho tôi dịch trở lên đi, tôi tu thiền tông. Trên ông thần mà nói là con tu thiền tông, ông thần cho về liền, cho đầu thai liền. Tìm bằng cách cho con đầu thai liền. Phải không? Thánh thì nó cản, chứ thần nó cho. Phải hiểu cái này. Người nào mở mà nghe mà thấy hình ảnh ban đêm thì cái nhà nó có phước. Có nghĩa là anh hiểu được cái này, người ta vô giúp cho anh. Giúp ở nhà, gọi là nó, cái nhà tốt người ta mới đỡ, người ta mới tới, chứ còn nhà xấu không tới đâu. Thấy không? Phải hiểu nguyên tắc này. Người nào mở mà có âm nghe được từ nhà nó có phước. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu 18. Hiện nay có hai kiểu người nói về chữ viết. A. Chữ viết có trước thời kỳ Đức Phật nên mới có ba tạng kinh điển. B. Thời Đức Phật chưa có chữ viết nên lời Phật dạy được truyền miệng nên có câu bất lập văn tự. Xin Thầy giải thích cho con ạ. Bây giờ mới muốn điều tra cái chữ viết đó, thì nó có hỏi cái ba thời kỳ. Cái thời kỳ đồ đá đó, thí dụ con người ta thời kỳ nguyên tử nó chết hết trở thành đồ đá 3.000 năm, không ai biết. Giao dịch bằng ký tự thôi. Khi mà con người tìm ra được cái quặng đồng là cũng là lúc con người phát hiện chữ viết. Chữ viết ban đầu rất thô sơ. Vì thế mà người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Campuchia nó mới viết kiểu ngoằn ngoèo. Bây giờ người Trung Quốc có viết chữ nhân sao? Nó vẽ cái hình người. Thì đó là nhân đó. Thấy không? Đây là nó phát ra, nó phát ra cái hành động của mình. Đó là chữ viết đó. Rồi từ từ nó phát triển. Giống như mới ban đầu phát hiện ra điện. Rồi tới bây giờ nó điện nó biến chuyển viết bao nhiêu. Thấy không? Còn nếu thì cái đời bây giờ nguyên tắc á, thì nó ba thời kỳ. Thời đồ đá không có biết chữ viết mà ký tự thôi. Còn cái thời kỳ đồ đồng nó bắt đầu 3001 thì bắt đầu nó có chữ. 3001 đến 4 đến 7000 đó là thời kỳ đồ đồng. Thấy không? Mình phải hiểu thời kỳ có chữ viết, người ta là phải đi theo cái quy cái thế giới vật, cái thế nhân quả này. Chứ không phải mà so sánh là bây giờ bắt đầu có chữ viết là người nào có chữ trước rồi mấy người kia đâu có đâu. Xin lỗi mấy cái nước mà nó nhược tiểu á, cũng mới có chữ viết mấy trăm năm này thôi. Thấy không? Mà đầu tiên cái người mà bắt bán cầu văn minh trước, bắt bên người thì nó gồm các nước châu Âu rồi với các nước mà trên châu Á đó, mà Nga đó thì nó có cái liên, có cái biên giới giữa châu Âu và châu Á luôn. Vì thế mà người Nga đó nó văn minh trước người Trung Quốc luôn, rồi Trung Quốc sau người Trung Nga, thấy không? Rồi Nga nó mới phân bổ ra cái nước ở châu Âu. Chữ viết nó căn cứ vào là đồ đá không chữ viết, qua đồ đồng có chữ viết. Đó, 3001 rồi bắt đầu chữ viết nó xuất hiện trên đại đất này. Mà bây giờ đó là ông Phật Thích Ca là chết là bao nhiêu? 2564 năm. Mà đó là chữ viết trước ổng trên 1000 năm. Bởi vì cái thời mà vô đồ đồng trên 1000 năm. Coi đồ đồng nó 4000 năm, 4000 năm mà bây giờ hai mấy. Có chữ viết trên 3000 năm. Nước Ca Tỳ La Vệ, nếu mà tính ra cái này đem tính tỷ con số rồi thì nước Ca Tỳ La Vệ trước 4000 năm. Còn Trung Quốc có trước chữ viết 6000 năm. Việt Nam mình nó ăn theo trước Trung Quốc thôi. Thấy không? Đó, thành ra Trung Quốc viết chữ gì, vì thế mà có chữ nôm. Chữ Hán gì, nó trại ra chữ nôm, thành ra chữ nôm thôi, chứ mình ăn cắp ta. Thì sau này á, là vua Gia Long mới đem cái chữ Latin về, rồi mới cho toàn dân biết cái chữ Việt Nam là chữ Latin thôi.
Mình phải muốn tính chữ viết là phải tính từ đá, không chữ viết đồ đồng có đồ đá, có đá. Đồ nguyên tử thì không nói, từ đồ đồng đã có rồi. Mà cái chu kỳ 10.000 năm đi, 3.000 năm không có, bắt đầu 3.001 là con người có chữ viết rồi đó. Mà tính là bây giờ ông Phật ra đời rồi, đồ ấy bao nhiêu? Ông Phật ra đời đó là trên 3.000 năm, có chữ viết trên 3.000 năm, không ít đâu, phải không? Rồi người ta nghiên cứu, người ta nói này nói kia thôi, người ta không hiểu. Muốn hiểu cái gì thì phải hiểu theo nguyên tắc vật lý của nó. Còn không biết cái này thì thôi, không bàn sao kể ổng. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu bất lập văn tự nghĩa là gì ạ? Bất lập văn tự là cái câu này nè. Khi mà Đức Phật dạy cái thiền tông này, ông A Nan biểu ổng viết ra, ổng nói không được, tao không viết. Cái này có nhưng mà tao không viết được. Có nghĩa là cái quyển giáo lý này chính tay ông Phật viết chứ không phải ông A Nan viết. Ông Phật ông viết rồi á, ông viết bằng kinh điện từ. Rồi ông mới nói mà cả viết với tao có mấy cái quyển sách này nè. Có chữ viết và có chữ này là không có chữ viết. Chữ này là để cho nữa đó coi cái bà Đức Thảo, cái bà kia bà Long Nữ á, bà sẽ giải mã được cái câu này. Ông có thể làm đưa đi giùm ta thôi. Thấy không? Trong quyền ký là có chữ viết mà cái giáo lý không có chữ viết. Mà bên ngoài ông có viết cái chữ giáo lý. Thấy không? Bên trong không thấy. Nhưng mà Long Nữ biết. Vì thế mà Long Nữ biết khi Long Nữ có là ống bóng điện này là có rồi đó. Cái đèn dầu không thấy mà cái điện này để sát vô nó hiện hết luôn à. Cái này bây giờ tôi nói thật, cái bóng này á, mà cái chữ viết hay không, để ra vậy nè, bắt đầu nó hiện hết, rồi bà viết lại. Ra tới đâu viết tới đó. 6 tháng trời viết cái quyển giáo lý này đó. Thấy không? Viết tới viết luôn. Có vậy thôi chứ không có khó khăn gì, tại vì ta không biết. Bởi vì ánh sáng bằng điện á, thì nó mới thấy, còn cái điện dầu nó không thấy, nó không phát được. Đèn cày, đèn này kia nó không phát được. Mà chỉ có cái đèn điện này, phải để cho sát, rồi cái hơi nóng á, hơi nóng nó mới làm nổi được cái chữ gọi là bất lập văn tự. Cái này không ai biết đâu. Thì vì thế mà nó mới có bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, cái lời dạy đi ngoài cái lời dạy, mà kêu bằng bất lập văn tự. Danh tự này nó không có, nhưng mà cái này nó có, nhưng mà không hiểu được. Thì ổng nói tao này không có văn, không viết văn được. Ông Phật ổng nói rõ, nhưng mà tại người ta không hiểu. Vì thế mà nó có dấu ngoại biệt truyền. Đi biệt truyền là đi đâu? Đi ra ngoài cái dòng thiền, đi ngoài cái dòng thiền của tiểu thừa đó. Tiểu thừa nó có cái dòng tới thiền, nhưng mà thiền tiểu thừa nó đi ngoài. Thế này nó đi gọi là, ông Phật cũng nói là cái dòng thiền nó đi bằng điểu đạo, nó đi dòng bằng chim, nó không đi theo cái này được. Nhưng mà ta không biết, sự thật là đi theo cái quyển sách không có chữ. Vì thế mà người Trung Quốc thường thường có nói là sách vô tự, kinh vô tự. Người Trung Quốc thường lặp đi lặp lại nói là kinh vô tự, là chính là nói về cái quyển giáo lý này nè. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 19. Dạ thưa, con hay đố kỵ lại người mà đã giúp con vào chùa cũng như vào bí mật thiền tông, và con không muốn gặp họ nữa vì lý do con nghi kỵ họ, không tin họ, và đồng thời có người chọt chẹt làm con tăng thêm ghét họ, muốn xa lánh họ. Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến việc tu giải thoát không ạ? Nó không có ảnh hưởng gì, không có về ở đây không, không có về đâu. Tu điều bằng cái đó là kiến chấp, là cái ngã chấp nặng lắm, không được. Tu thiền tập là chỉ bỏ chuyện thế gian thôi, ai nói gì nói chuyện người ta. Mình chỉ có bổn phận giúp người ta được là xong rồi, không có lần la nữa, thấy không? Nó biết giúp vậy thì có công đức thì thôi đi là chi chuyện chỗ khác. Còn mình mà có một cái kiến chấp gì rồi thì nó bôi. Chính cái người này không cách nào mà về Phật giới được. Một hai trái đất sau không biết làm sao, chứ bây giờ mấy đời nữa không có về, không có thua vậy. Thấy không? Tu thiền tâm mà kiến chấp đừng có mong về Phật giới. Nên nhớ một điều, đã tu được rồi mà có công đức mà không về được làm sao? Vì nó không mão hóa được. Nó không có nghĩa là đưa bao nhiêu ông thần bôi hết bao nhiêu rồi làm sao? Giờ con có bao nhiêu công đức ông thần bôi hết? Bởi vì cái gì cái kiến chấp ra thì ông thần không biết rồi, mày có kiến chấp tao rồi, vừa có nhúng nước sơn hết, nhúng sự đèn hết. Nó khó là khó ở chỗ đó đó, thấy không? Vì tu đừng có kiến chấp, đừng có gì hết, cách bình thường, thấy không? Bình thường là đúng, đừng có làm cái gì hết.
Đã mình giúp người ta được hiểu rồi thôi thôi, còn mình đừng có quan tâm đến, đừng có kể công kể chuyện gì hết, thấy không? Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 20. Cha mẹ tu thiền tông rồi, con cái thì không tu. Nhưng khi con cái bị bệnh, cha mẹ là người tu thiền tông muốn cho con cái được hết bệnh, gia đình an vui. Cha mẹ muốn hướng dẫn con cái trì thần chú đại bi có được không thưa thầy? Có ảnh hưởng đến việc tu giải thoát của cha mẹ không ạ? Tu thiền tông mà khi trì chú rồi khỏi về. Trì chú là âm. Bởi vậy tự gan mà, bởi tu thiền tông phải gan. Nếu con trì chú là kể như ông thần bôi. Trì chú là cái gì? Mày thôi tao chào mày ông thánh đó. Trì chú là thánh, thánh quản lý cái chú này. Và thần thi thực thi nhân quả mà mày không chịu theo tao, mày theo ông thánh thì thôi mày giao cho ông thánh đi. Có nhiều thì rồi, bao hết. Ta làm sao vậy? Mình nên nhớ là trái đất này thần thực thi kiểm soát nhân quả. Thánh dụ ở đây không cho về. Thánh bả nào được, mày muốn lên trời tao cho lên trời, muốn xuống mũ cho xuống mũ. Tuyệt đối mày về Phật giới không cho. Vì sao lời nguyền Ma Dương nói sao? Ma Dương là thánh đó, chứ ai đó. Em Cô Đàm, ông mà ông chết đi. Bao nhiêu người tu theo ông, theo ta hết, không theo ông đâu, đừng có lo. Ông về mình đi, đừng có mong mà kéo ai nữa. Về nào ai mà nói cái giờ này là tôi giết ông đó. Nhưng mà một điều á, bây giờ phải cái chế độ, đổi chế độ chứ mà chế độ tư bản nói này giết chú đi. Phải không? Cái thiền tông này không thể nói trắng trên cái thế giới này được. Mà chú nói cũng mấy chục phần trăm đó, chứ còn chứ nói mà chú thẳng là nó giết chú 5 phút sau nó giết chết luôn á. Thấy không? Thì thôi. Có nghĩa là thiền tông mà theo bất cứ gì là do thánh quản lý. Trái đất này tất cả là do thánh quản lý. Chỉ có thiền tông thì do ông thần ông quản lý. Muốn ai muốn tôi tao tu quản lý tôi cho về. Vì thế mà tôi nói là tu thần thì giải thoát, tu thánh đừng có giải thoát. Vô ổng rồi làm sao giải thoát được. Thấy không? Phải hiểu cái nguyên tắc này. Thấy không? Thành ra mình tu thiền tông tôi cố gắng đi kệ gì, chết bỏ mà. Còn con cháu mình nó bệnh là kia nọ đó thì do cái nghiệp của nó chạy bằng cái thuốc thế gian đi. Được không được thôi chứ giờ sao? Cái số nó mà nó tới rồi đó, thì đừng có thuốc nào mà cứu nổi đâu. Thế gian không có thuốc nào cái nổi. Đây là tu thực thi nhân quả mà. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, con xin hỏi một câu của con ạ. Có câu tam giáo đồng nguyên. Vậy tam giáo là gì? Đồng nguyên là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Có nằm trong cái tam giáo đó không ạ? Thưa thầy giải cho con ạ. Tam là ba, giáo là lời dạy. Đồng là một. Gốc nguyên nguyên là một nguyên nhân. Là sao? Đạo thần, đạo thánh, đạo tiên. Do một ông thánh lập ra, rồi là tam giáo đồng nguyên. Ba đạo do một ông lập ra, rồi là tam giáo đồng nguyên. Thấy không? Rồi gì nữa? Vậy đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, thì khác gì với ba đạo giáo đó ạ? Bây giờ đạo Phật là ai lập? Là do một ông toàn năng, toàn giác và lập. Nó khác. Còn tam giáo đồng nguyên là do ông thánh lập. Nó khác rõ ràng. Ông đạo Phật là ông toàn năng toàn giác lập, một con người toàn năng toàn giác và dạy. Còn cái công kia là một con người do thánh mượn thân dạy, do thánh mượn thân để dạy đạo. Thấy không? Còn con người, còn bên đạo Phật là một con người Phật mượn thân mà mở Phật nhãn ra dạy bằng sự thật. Phật nhãn mở, còn cái kia là mắt của thánh dạy. Nó hai cái nó khác nhau. Nhãn của trời, nhãn của thánh khác, nhãn của Phật khác, mà nhãn của kỳ toàn năng. Toàn năng, toàn giác là do một ông Phật, tánh của Phật dạy. Ông kia hiển linh là do thánh lập, thánh dạy. Tam giáo đồng nguyên là do thánh dạy. Còn cái ông Phật này là toàn năng, toàn giác dạy khoa học, công thức. Nên nhớ là đạo Phật dạy công thức và khoa học. Từ tiểu thừa anh tu, tiểu thừa anh phải tu bằng công thức.
trung thừa đại thừa, niệm Phật niệm chú hoàn toàn tu bằng công thức, trở về Phật giới cũng bằng công thức, khác tam giáo đồng nguyên, nó khác với một ông toàn giác dạy, nó khác hẳn. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác ạ.